Các bạn thân mến, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng phải mất cả đời để học im lặng. Bởi những lời đã nói ra thì không bao giờ lấy lại được, đặc biệt là những lời hại người, hại mình. Người thông minh cần ghi nhớ 4 lời không bao giờ vội vàng nói ra dưới đây để sớm tu khẩu và thành công trong đời. Thông điệp này cũng khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. 4 lời người khôn ngoan không bao giờ nói vội trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Người ta vẫn thường nói, chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng mà phải mất cả đời để học im lặng. Có những lời hễ mà buông ra, vốn hại người thì ít, mà kết oán hại mình lại nhiều. Con người sống trên đời, bạn bè chính là phúc tinh, là quý nhân phù trợ trong tương lai. Có người sẽ có được những mối quan hệ tốt, bạn bè tốt, được người khác trọng dụng. Cuộc đời cũng nhờ như vậy mà thuận lợi như diều gặp gió. Nhưng mà có những người lại luôn luôn gặp bao trắc trở, khó khăn. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có nhân quả của nó. Vậy cho nên, dẫu thành công, khó khăn hay là khi gặp cảnh khốn cùng, cũng đừng bao giờ vội vàng nói 4 lời sau. Thứ nhất, chớ nói lời oán trách khi không được người khác trọng vọng. Nếu như một ngày nào đó mà bạn không còn được quan tâm như là mình mong muốn, hay là cảm thấy người khác không có coi trọng mình nữa, thì đừng bao giờ oán trách mà hãy cảm ơn họ. Khi mà thấu hiểu cảm giác bị coi thường, bạn sẽ thấu hiểu hơn về cảm xúc của những người xung quanh mình. Họ đang gián tiếp dạy cho chúng ta rằng hãy luôn tôn trọng và quan tâm tới tất cả mọi người, không có phân biệt dung mạo, tài năng, địa vị. Hãy mang lại hạnh phúc cho người khác bằng cách tôn trọng và khích lệ họ, khiến cho họ có cảm giác mình là người quan trọng và có ích. Lúc này thì chúng ta cũng sẽ thấy trân trọng hơn những người luôn yêu mến và coi trọng mình. Nếu luôn được tung hô, bạn sẽ không thể nào cảm nhận được cảm giác bị tổn thương như thế. Đôi khi chúng ta coi những gì tốt đẹp mình đang có là điều đương nhiên, và cũng vô tình khiến cho những người thân yêu của mình phiền lòng. Với những người không quan tâm tới bạn, có lẽ bạn cũng cần tĩnh tâm ngẫm lại một chút, xem mình có phải làm gì đắc tội với họ hay là không. Hãy cứ thử đặt mình vào địa vị của họ xem sao. Có thể không phải họ không coi trọng bạn, mà là họ đang cần tập trung, tập sức vào một công việc nào đó. Do vậy, dẫu bị người bạn đời hay là đồng nghiệp phớt lờ, cũng không nên buông lời oán trách. Hãy học hỏi từ những điều bất lợi và hoàn thiện bản thân mình hơn. Hoa thơm ắt sẽ thu hút ánh nhìn trìu mến của người khác. Thứ hai, chớ nói càn khi gặp khó khăn, trắc trở. Vàng thì không có vàng mười, người thì không có người hoàn thiện. Vậy cho nên, cuộc đời chẳng thể nào luôn thuận buồm xuôi gió. Khi gặp phải khó khăn hay là trắc trở trên đời, rất nhiều người lại thích ăn nói hàm hồ. Khi mà chìm ngập trong những cảm xúc bi quan, chúng ta rất dễ xét đoán, nghi ngờ cho người khác. Có lẽ những lời ấy chỉ để giải tỏa bức xúc nhất thời của bạn, nhưng mà nó lại có thể gây ra những áp lực vô hình làm tổn thương tới người khác. Người xưa có câu, người yêu nên phúc, người ghét nên họa. Nói những lời hàm hồ chẳng những không có giúp ích gì cho bản thân mình, mà ngược lại còn tự rước họa vào thân. Vậy cho nên, khi mà gặp phải khó khăn hay là trắc trở, trước tiên hãy hướng sâu vào sâu thẳm nội tâm của mình, soi xét nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn tới điều đó là gì. Nếu là thiếu sót từ bản thân của mình, thì hãy coi như đó là một cơ hội tốt để quy chính và hoàn thiện. Nếu là nguyên nhân khách quan thì hãy vui lòng chấp thuận, mặc cho trời xanh an bài. Biết đâu khó khăn, trắc trở chỉ là một cái cớ để giúp cho bạn trưởng thành, là thước đo thử lòng người trước khi trao cho bạn những món quà quý giá hơn. Thứ ba, tránh nói lời thị phi, đố kỵ với người khác. Có khi nào mà bạn gặp cảnh tượng hạnh phúc của người khác chỉ thoáng qua trong ánh mắt của bạn, nhưng mà bạn khiến bạn chạnh lòng hay không? Thậm chí, bạn còn thấy ông trời
cảm giác như là thật bất công. Chỉ có biết chào may mắn, thành công, vinh quang hay là dung mạo xinh đẹp, tình yêu mặn nồng cho người khác, chứ không phải là mình. Nếu trong lòng của bạn đang gợn sóng, thì lòng đố kỵ đang ngự trị trong trái tim của bạn rồi. Lúc này nên khép chặt đôi môi, đừng bao giờ buông lời thị phi về người khác. Cổ nhân xưa có câu, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Có những người sinh ra đã được bọc trong nhung lụa, cả đời giàu sang, phú quý, con đường hoan lộ, thanh thang. Tuy nhiên, cũng có những người sinh ra đã như tiên đồng ngọc lữ, như hoa như ngọc, ai nấy đều yêu mến. Cũng có những người tài hoa thiên bẩm, liên tục gặt hái được nhiều thành công rạng rỡ. Âu cũng là đời trước, họ đã từng thành thiện, tích phúc, cho tới đời này được hưởng phúc báo mà thôi. Chúng ta hãy nên chúc phúc cho họ và cũng hãy luôn hành thiện, tích đức cho mình. Nếu biết lo nghĩ cho người khác thì sẽ gặp được nhiều điều may mắn như vậy thôi. Có sao mà phải sinh lòng đố kỵ mà buông lời gièm pha. Nếu như bạn không may sinh trưởng trong một gia đình không có điều kiện, hay là bản thân của mình không có những sở trường ưu việt, thì cũng đừng bao giờ mà vội buồn lòng. Con người khi sinh ra chỉ có hai bàn tay trắng, khi mà nhắm mắt xuôi tay vẫn chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi. Công danh lợi lộc đâu thể mang theo, thì cớ gì phải nặng lòng vì nó. Chỉ bằng cứ học theo những bậc thánh nhân, quân tử ngày xưa để mà tu thân, dưỡng tính, giữ tâm thanh tịnh. Trong tĩnh thì trí huệ sinh ra và phúc đức tròn đầy. Lo chi cái thần may mắn không sớm gõ cửa nhà bạn. Thứ tư, không nói lời ngông cuồng khi được người khác khen ngợi. Khi được người khác tán dương về một sở trường hay là một thành tựu nào đó, thường thì trong lòng khó tránh khỏi cảm giác vui mừng. Cuộc sống này cần những lời khen ngợi, khích lệ nhau, cùng hướng về tương lai tốt đẹp. Vậy cho nên, những lời ngợi khen đối với tâm hồn cũng thiết yếu như là cơm ăn, nước uống với cơ thể mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, đừng vì những lời tán dương mà ngông cuồng tự đại, quên mất bản thân mình là ai. Những lời ngông cuồng chỉ khiến cho mọi người ghét bỏ và xa lánh bạn. Con người chúng ta không thể tự mình làm nên tất cả. Trong sự thành công của chúng ta đều chứa đựng rất nhiều nhân tố như là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cùng với công sức và tâm huyết của người khác như là thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp. Bông lúa chĩu hạt thường rủ mình, chỉ có bông lúa lép hạt mới luôn ngọc cao đầu, ngạo nghễ cùng tuế nguyệt. Phàm là những bậc trí huệ cao tài ngày xưa, xưa nay đều vô cùng khiêm tốn. Thậm chí họ còn luôn vui vẻ sống ẩn dật nơi non cùng thủy tận để vui hưởng cuộc sống an nhàn. Newton cũng từng nói, những gì mà chúng ta biết chỉ là một giọt nước, những gì mà chúng ta không biết là cả một đại dương mênh mông. Từ những lời nói mà mỗi người nói ra ngoài miệng, có thể hiểu thấu trong tâm người ấy nghĩ gì và cảnh giới tâm hồn của họ như thế nào. Những lời ác khẩu hại người thì ít, kết oán hại mình thì nhiều. Vậy cho nên, nếu muốn được hạnh phúc, bình an, trước tiên cần phải kiềm chế những lời ác ý và tu bỏ những ý nghĩ, quan niệm không tốt ở trong tâm. Giữ tâm trong sáng, nói lời thiện lương mới được ông trời ban phúc, người người trọng vọng. Làm những điều này, dù giàu hay nghèo, bạn cũng sớm được hưởng phúc báo ngời ngời. Ai cũng mong muốn có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng mà để có được điều đó thì bản thân họ cần phải biết tu tâm, tích đức cho chính mình. Làm được những điều dưới đây, con người sẽ có được cuộc sống an nhàn, tâm tịnh. Cuộc đời ít gặp sóng gió, càng về hậu vận càng được hưởng nhiều phúc báo. Đừng keo kiệt mà hãy sống khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho chính mình. Người sống không có lòng từ bi, chia sẻ, chỉ có bo bo cho mình cũng là tạo nghiệp ác, sẽ chẳng được hưởng phúc báo đời người. Người này nhất định không thể tạo được nhân duyên tốt đẹp, không gặp niềm vui, không biết đến tình thương và tình đồng loại.
Con người chúng ta phải có một tấm lòng khoan dung, có thể chấp nhận những việc khó chấp nhận nhất của thiên hạ. Chúng ta phải học được cách khoan dung với những người không có cùng quan điểm với chúng ta, đặc biệt là những người có mâu thuẫn với chúng ta. Khoan dung với người khác trên thực tế là khai mở sự trói buộc trong tâm hồn của chúng ta. Nếu không thì chỉ có thể mang đến áp lực tinh thần trên bản thân. Người bị thiệt thòi sẽ là chính bản thân mình. Phải thừa nhận rằng người với người có rất nhiều sự khác biệt. Hãy nhìn vào những ưu điểm của người khác, khoan dung với những khuyết điểm của họ. Đừng so sánh với cuộc sống của người khác. Trong xã hội phong phú vật chất này, có nhiều người thường hay tự cảm thấy cuộc sống của mình không có tốt bằng người khác. Họ luôn suy nghĩ hay là so sánh về chức vị, so sánh về thu nhập, hoàn cảnh gia đình, vân vân, rồi tự đau khổ, ghen ghét vì đố kỵ. Suy cho cùng, so sánh như vậy thì để làm cái gì? Khi mà cuộc sống thì vẫn là của người khác, còn người bị tổn hại lại vẫn là bản thân mình. Ngẩng đầu cần ý chí, cúi đầu cần dũng khí. Cúi đầu không phải là yếu hèn, sợ sệt, mà là khoan dung, khiêm tốn. Người có thể ngẩng đầu là người dũng cảm, không hề sợ hãi. Nhưng mà có dũng khí cúi đầu lại là bậc đại trí, giả ngốc. Cuộc sống không phải dựa vào tranh giành mà có thể có được hạnh phúc và may mắn. Chỉ cần một tâm thái bình thản, đoan chính thì bạn đã là người chiến thắng. Đừng mang tâm oán giận hay là bất kể điều gì, mà hãy thay đổi chính mình, tu dưỡng thật tốt tâm tính của bản thân, mỉm cười đối mặt với hết thảy mọi điều trong cuộc sống. Chỉ có như vậy thì bạn mới thực sự làm chủ được mình và sống được tự do, tự tại, chiêu mời được phúc khí.